Hello, xin chào tất cả anh em nha. Nay đi tham quan cây mai anh em ơi. Mai khủng. Đây, hình đây. Cây mai này 1 tỷ nha anh em. Quạnh nhiều. Vàng đế. Nhiều à? Quanh 80. Quanh 80. Thì chủ nhà chưa bán cây mai là 1 tỷ nha nè. Hết thần cây mai lớn nè mày. Nay ảnh đi chiêm ngưỡng mấy cây mai nè mày. Đi vô tình thấy quay. Cây mai này chủ nhà kêu 1 tỷ nha nè. Chứ mình cũng không gần gì mai lắm nha anh em. Này chú nhà kêu cái này 1 tỷ nè mày. Quay biện hội hơi khó coi xíu anh em thông cảm nha. Quên em quay cái tàn nữa. Lớn quá, xa quá. Mày lớn thiệt. Đi hết hồn. Quanh 63. 63. Bồ đê hết hồn anh em. Có bán giá luôn nha anh em. Đây. Hai sĩ nha anh em. Đây bên này nó giữ. Qua tại bộ đấy đẹp hay mà. Sao mốt. Sao mốt này mày. Sao mốt mà cũng đế dữ dữ lắm. Đâu cũng đế. Trăm mười sáu bộ đế 116 nha mày. Đây có bán giá luôn nha nè. Đó. 5 xị anh em ơi. 500 giải chứ không phải là 500 ngàn nha anh em. Cái đó đúng không? Đẹp kệ nha anh em. Cái nào ấy hết hồn anh em ơi. Cái này hồi khổ đồ này lớn quá. Cái này chắc cũng 70 anh em. Cái đó. Gọi cho bạn. Quen được rõ ha. Này gạch gỗ đi tham khảo anh em ơi. Đây là hiển lập thủ nha anh em. Lâu quá không gặp. Rồi, cái này quay điện thoại nó không được rõ anh em thông cảm nha. Mình đi tham khảo anh em ơi. Để đi vô tình gặp quay cho anh em tham khảo chơi. To luôn cái này luôn cái hẹn. Tàn hết hồn nè. Bộ mai này kêu mà mai lá gì vậy? Yeah. Mai lá này lá gì? Mai bông bự á, 61. 61 này mà. Đây cực kỳ đẹp. Đó mấy cái này đâu có rễ đâu. Nó trồng ra nè. Trồng ra hả? À. Cái này nó đẹp, nó thương. Rất là nhiều nha nè. Đây cây nè nè.
Mấy cũ. Này kia bằng dán này dán gì? Hình bài. Hình bài hả? Hình bài. Cái này cũng sao có cây trắng bài đẹp cũng đẹp. Cây này nó tàn ấy nhóc hết trơn rồi. Mấy chị vô chơi mai vô hấp ngược. Để kìa em chân ghê không? Chân luôn. Theo dù ấp ngược cũng gác cũng cắt luôn. Ờ. Nó cắt mặt bự bự luôn. Cái này chưa có bán giá hả? Cái này không cắt lại đâu có bán. Ừ. Cái kia là đó nó trả 400 cây cắt đằng này. 400. Nó cắt nữa. Quá dạng mày khủng quá nè. Yeah. Ôi sao còn một vườn khủng hoảng nữa anh em ơi. Này mời anh em tham khảo dạng mai nha anh em. Em có nhu cầu được gã luôn em ơi. Đây nên nè. Đây. 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 Này có một cái này có hộp bán giá nè anh em. Đó, 280 nha anh em. Này của chủ nhà để giá vô nha nè. Chứ mình thì không có rảnh này gì mấy. Anh em có nhu cầu liên hệ nha anh em. Quyền hội xa quá. Phải mời anh em ơi. Đâu cây nào cây hình bay đâu. Ừ. Cái này dữ nè. Cái này pin dữ ạ. Trắng bay sụn luôn. Bộ đế hết hồn. Gần quá ha. Này quay tham khảo nha em. Anh em thích thì giả luôn em ơi. Đánh cây anh em. Này rảnh không bị đập ếch quay mai chơi anh em ơi. Cái nào hôm nay tổ bố anh em ơi. Thì tôi hả? Đây. Có con cá lát tầm 4 kg. Chung. Cái này thì chưa có bán giá nữa mà. Mỗi cắm rồi, đi vô ha. Nói chung cái này là cũng ảnh cũng chỉ về đam mê thôi anh em ơi. Giờ ảnh từ bỏ đam mê, anh em nào có đam mê thì liên hệ nha anh em. Thôi đi. Đồ, vô. Nhóc ở đây nè. Trời ơi. Đây nè anh em ơi, thì lắm rồi. Cái nào? Ừ, còn cái ngoài bờ đìa nữa. Cái đó có bán giá hả? Chung là nhiều lắm anh em ơi. Em nào mà mua hết cũng bán đi nè. Anh em coi được cái nào mình ưng cái nào thì chủ nhà bán cái đó nha nè. Mình cây nữa nè. Nào nó bự bự thôi em ơi.
Ngày chủ nhà thì kiểu bán nguyên vườn luôn nè. Anh em có thiện chí thì lô nha anh em. Mình sẽ để số điện thoại với phần mô tả nha anh em. Chứ mình quay điện thoại nó không được rõ cho lắm. Chứ phần cây mấy cây bự quá mình quay không hết cảnh nổi anh em ơi. Bộ đế nè. Ở đây hai cây nữa anh em ơi. Bộ hành lớn lắm nha nè. Tay cần thôi cầm tay rung quá nè mày. Ồ, đây cây nè, cây này quát rồi các bạn. Lớn lắm nha nè. Quá đẹp luôn em ơi. Quay thổi quay lên hơi mờ. À, dạng mai khủng thiệt nè. Cái mai lớn quá, thì hồi quay không dám nổi nè mày. Quá trời bự. Rồi, anh em mà có nhu cầu mua mai thì liên hệ cho anh em, mình sẽ để số điện thoại phần mô tả của gì mình chỉ anh em ha. Anh em có mua thì mình sẽ chỉ cho. Ok, wow, chính cái cụ tiêu luôn. Dữ lắm rồi hả? Rồi, xin kết thúc video nha anh em. Anh em có nhu cầu liên hệ.